có muỗng này con, muỗng này. Đó, cậu Năm xuất hiện ăn sinh nhật chung với Dịp Sống Niêu luôn à. Rồi, vô, chạy nữa, chạy giờ sinh nhật Dịp Sống Niêu xong mình ăn cơm nha. Tay có mặn luôn kìa. Mặn mà. Mừng sinh nhật con Niêu, chai nó lại hết. Ok, mất cả cá. Chị về nhà chị chơi rồi. Ăn đi, ăn nhà chúc mừng sinh nhật chị dạ. Cảm ơn anh Ngọc nha. Đấy, đỉnh lắm. Kem này có bánh kem rồi đó. Bánh kem lên nhà có bánh kem chưa? Ăn uống mà hợp rồi. Năm nào chúng ta đi không anh? Hả? Chúng ta đi không? Mình nãy dặn hai tô đó mọi người. Đâu mẹ ở phía bên kia thì đám tang đang diễn ra mọi người ha, chuẩn bị Hạ Nguyệt. Hiện tại thì chôn đối diện với mộ của cậu Năm ha. Thì mộ cậu Năm ở đây. Đang đây. Nghỉ đây nha mọi người. Cái khu này. Thank you.
em cầm cái nón không biết đục đâu rồi trời. Thấy thấy đồ nọc không biết rồi đó. Bạn để từ từ chị, để cái nào mở cửa mã mình đã duyên rồi nha. Đang là thành phố Hồ Chí Minh xuống nha mọi người. Dài vô trước sau được chơi vậy, trước sau đứng rồi, chắc có lẽ em cũng xin chia buồn với gia đình. Em cũng xin kết thúc video tại đây mọi người ha.